Hello mọi người, mình là Jenny đến từ Co68 và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những điểm nhấn, những highlight thú vị từ báo cáo thị trường tiền mã hóa Việt Nam được thực hiện bởi Kairos Ventures, Co68 và Asianet. Ok, mình cùng bắt đầu nha. Khảo sát năm 2021 thì tụi mình đã khảo sát xem là người dùng nghĩ gì, tiên đoán gì về giá của Bitcoin. Thì kết quả khảo sát là chỉ có 3% người được khảo sát nghĩ rằng giá của Bitcoin sẽ về dưới 30.000 đô cho năm 2022 mà thôi. Kết quả là gì? Kết quả là thiểu số đã đúng. Còn năm 2022 thì sao? Khi mà tụi mình khảo sát á, thì số đông người vẫn nghĩ rằng nha, vẫn rất là tích cực nghĩ là giá Bitcoin sẽ trở lại trong năm nay. Nhưng mà thiểu số thì nghĩ gì? Chỉ có 6,2% người nghĩ là Bitcoin sẽ về dưới 10.000 trong năm 2022. Vậy thì chúng ta cùng xem liệu là thiểu số có chính xác hay không khi mà có đến 78% số người được hỏi là đang thua lỗ so với đầu năm 2022. Nhưng mà tỷ lệ lựa chọn tăng tỷ trọng vốn trong thời gian tới lên đến 50%. Có một thông số khác đó là trong giai đoạn tăng trưởng năm 2021, khi mà mọi người rất là bullish vào thị trường, thì khi mình khảo sát á, thì cái tỷ lệ người tham gia thị trường sẽ là theo kiểu như là lướt sóng trung hạn. Còn năm nay khi mà tụi mình khảo sát lại thì người tham gia có xu hướng là đầu tư dài hạn nhiều hơn. Vậy thì đa phần người tham gia mà đang có danh mục lỗ và họ đang muốn tăng tỷ trọng vốn có thể đến từ nhu cầu DCA. Và đa phần theo trường phái holder thì có phải phần nào là họ đang thể hiện cái nhìn tích cực và dài hạn của họ đối với thị trường trong thời gian tới hay không? Như chúng ta đã biết thì trong năm 2021 là sự bùng nổ mạnh mẽ của GameFi và NFT, hầu như là nhà nhà và người người đều nghe đến từ khóa này đúng không? Vậy thì nhiều người cho rằng GameFi nó có một cái gì đó dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với DeFi hoặc là những mảng khác của crypto. Vậy thì không biết đối với người dùng Việt Nam họ nghĩ như thế nào, chúng ta hãy cùng nghe tiếp nhé. Và kết quả đem lại khá là bất ngờ khi mà DeFi vẫn là một mạng và là một phân khúc có người dùng tham gia cao nhất, tức là họ thật sự tham gia DeFi lên đến 90%, và trong khi đó thì GameFi và NFT xếp sau với tỷ lệ là khoảng 59% và 47%. Khi mà tụi mình hỏi sâu hơn về lý do người dùng tại sao mà họ vẫn chưa tham gia từng phân khúc thì các bạn có thể thấy những lý do và những rào cản được liệt kê chi tiết trong hình này. Đối với DeFi thì mọi người cảm thấy là DeFi một cái gì đó khá là khó dùng, chẳng hạn phải có nguồn kiến thức nhất định thì mới có thể sử dụng được những sản phẩm của DeFi. Nhưng mà những rào cản của DeFi á, nó không áp dụng đối với GameFi. Khi mà tụi mình hỏi tại sao các bạn vẫn chưa chơi GameFi, chưa tham gia NFT chẳng hạn, thì đơn giản là bởi vì họ khác quan điểm và đơn giản vì họ chưa thích mà thôi. Có một điều đặc biệt nữa là so với DeFi á, thì những sản phẩm của GameFi có vẻ là dễ tiếp cận người dùng hơn, bởi vì đa phần người dùng cho rằng GameFi dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn cho người dùng. Nhưng mà còn một điều khác đó là mặc dù cái tỷ lệ mà người dùng DeFi cao hơn đúng không, nhưng mà khi mà được hỏi những người mà đều sử dụng cả DeFi và cả GameFi á, thì họ cho rằng cái việc mà tần suất họ sử dụng GameFi nó sẽ nhiều hơn so với tần suất mà họ sử dụng DeFi. Ok, và đó là một số highlight mà Jenny tổng hợp được trong báo cáo thị trường tiền mã hóa Việt Nam năm 2022. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những thông tin khác và Jenny hy vọng qua bản báo cáo này các bạn có thể có một cái nhìn nó rõ ràng hơn và nó tổng quan hơn về thị trường tiền mã hóa Việt Nam, và các bạn cũng có thể có cho mình những cái kiến thức, những cái hành trang để có thể vượt qua mùa đông crypto lần này. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Nếu mà các bạn muốn xem full bản report báo cáo thị trường tiền mã hóa Việt Nam thì Jenny sẽ để link ở phần description bên dưới nha. Đừng quên là hãy cho Jenny một like và một subscribe cho channel của Co68 TV. Thank you so much and bye bye.